Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy kiểm tra công tác xét nghiệm cộng đồng tại huyện Thới Lai. Với phương châm 4 tại chỗ, trong chiến dịch chia làm 3 đợt lần này, huyện Thới Lai sẽ thực hiện 10.756 mẫu PCR và 2.094 test nhanh. Phấn đấu một đội lấy mẫu được 200 người một ngày trên địa bàn 94 ấp thuộc 13 xã thị trấn. Ngoài cán bộ y tế địa phương, huyện được 100 sinh viên trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ tham gia hỗ trợ. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Tòng Nhiệm động viên các lực lượng cố gắng khắc phục khó khăn để thực hiện tốt chiến dịch lần này, đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế, phát hiện sớm nguồn lây, khoanh vùng, dập dịch kịp thời và thực hiện tốt việc chăm sóc điều trị người nhiễm COVID-19. Địa phương cần quan tâm công tác hậu cần, chăm lo cho sinh viên, hỗ trợ xét nghiệm. Đối với Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các xã thị trấn, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm yêu cầu việc phân công trực phải đảm bảo 24/24, đúng thành phần, nắm bắt thông tin và lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả. Hiện Thới Lai có 92/94 ấp bình thường mới. Tính đến 17 giờ ngày 10 tháng 9, huyện ghi nhận 373 ca mắc COVID-19. Bệnh viện dã chiến huyện đang điều trị cho 25 bệnh nhân.